Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ này. Và ở video này thì Khải đang build cho một ạc nem độc đao anh em ơi. Ạc nem độc đao với cái set đồ khoảng tầm 250k. Nem độc đao thì như anh em cũng biết thì nem độc đao thì nó sẽ đánh những cái đòn đao bên sát các kiểu này. Là hôm nay nói chung Khải có một cái đao mà Khải rất là tiếc, Khải không muốn bán anh em. Chung là với cái set đồ tầm 4 kim đổ lại thì tầm 250. Thì Khải build cho ông anh này một cái set đồ nem độc đao. Thì anh em cùng xem sơ qua thử như thế nào nha anh em ơi. Nói chung là tìm build sáng giờ cũng khá là xong rồi. Nói chung là đồ cũng khá là đẹp rồi. Bây giờ thì Khải sẽ show cho anh em xem set đồ nem độc đao này Khải build như thế nào. Và anh em đừng quên ủng hộ một like chia sẻ nha anh em ơi. Và anh em nào muốn build set đồ nào tầm khoảng 2-300k, vài 2-3 kim, 4-5 kim hoặc 10 kim thì theo giá tiền của anh em thôi. Anh em muốn build set đồ 2-3 triệu vẫn có. Nói chung là tùy theo giá tiền của anh em. Và như anh này anh nói là build cho anh set đồ tầm mới biết chơi thì anh build set đồ cũng tầm 3-4 kim đổ lại để anh chơi cho vui thôi. Thì Khải cũng hôm trước Khải xin được cái đao băng sắt 78. Nói chung là Khải bán cái đao này ra Khải cũng khá là tiếc anh em. Tại vì Khải cũng muốn là cầm cái đao này để cho anh em đọc của Khải cầm đánh đó. Nhưng mà thôi thì đơn giản như Khải đã dành cũng khá là lâu rồi. Mà thôi giờ anh này cần thôi thì cứ bán cho anh đi. Cái đao này cũng có khá là nhiều hỏi, có khá là nhiều người anh em hỏi giá Khải được mua mà Khải không bán. Thì ở trong một clip này thì coi như là cái đao này Khải vừa bán vừa cho anh em. Nói chung là cái đao này được bên sắt 78 mà đặt móc 73 rồi. Thì hôm trước cũng có người mua hơn một kim nhưng mà Khải không bán. Thì thôi trong clip này coi như là Khải bán cho anh này một kim thôi. Cái đao này một kim. Rồi cái áo phục hồi 40 hồi kim kháng độc 17 này đỡ kết cái đao anh em. Với lại đi kèm cái áo này nó phải tầm phải hơn 500 xu đến 1 kim á anh em. Áo này kháng độc 17 nè. Hơn 500 xu đến dao động khoảng 1 kim ấy. Thì cho hai cái này còn gia truyền này. Gia truyền kháng độc 25, sức mạnh 6 và sinh lực 75. Khá là đẹp. Và đỡ kích cái nón thì như anh em cũng đã thấy thì mang vũ khí quân, mang vũ khí thủy này. Thì chúng ta sẽ đi theo cái nón thủy. Khả sẽ build cho anh này cái nón thủy khá đẹp luôn. Hôm qua mới khi sang ra luôn. Kháng hỏa 13 và sinh lực và thời gian chó 40, đạo móc chó 40 nha anh em. Đó. Chúng là đi kèm với cái đao này là đạo móc trong 40. Rồi kháng độc phục hồi 40 gia truyền. Rồi tiếp đến là cái đai lưng. Đai lưng thì Khải tìm mãi được cái đai lưng này nè mày. Không có đơn nào không có đai lưng nào ngon hơn một tí. Nói chung là lưng này vừa cho thôi, cũng tầm 100 xu, 200 xu thôi. 19-30. Nhẫn này 5-30 sinh lực cao, 120 sinh lực. Đó, rồi nhẫn trên là làm chậm 20, sinh lực 101, 110, 110 anh em, tầm 110. Rồi ở trên cũng sẽ tiếp tục là bao tay làm chậm 30 dòng 1 và nội lực 79 và một cái ngọc bội làm chậm 30. Và theo kèm theo set này thì Khải sẽ mang một cái giày kháng lôi 17 để kích cái ngọc bội nha anh em, kích ngọc bội dòng 2 đó. Thì mang thêm một món kháng lôi cũng được không sao cả. Hiện tại bây giờ đặt móc sẽ đặt móc làm chậm 80 này, 30 này, 20 này, 50, 50 lại bao tay nó là 80 làm chậm nha anh em. 80 làm chậm và 40 chón và móc trong này đang có 60 trúng độc đó. Dạ thôi, nói chung là tính đi thì tổng xích đồ này thì tầm khoảng gần 4 kim rồi anh em. Gần 4 kim thì Khải có nói cho này thì giá tầm 4, gần 4 kim thôi. Thì anh ok thôi thì nói chung là vừa bán cho cái đao này khá tiếc anh em. Nói chung là bỏ cái đao này bán ra thì khá tiếc tại vì Khải định cho anh em đọc anh của Khải á. Nhưng mà thôi cũng sao. Nói chung là cho anh này anh chơi khi nào anh không thích chơi nữa anh có thể bán lại Khải. Khải không nói rồi, không chơi nữa bán lại Khải cái đao này. Đó, rồi với giá 4 kim nha anh em. Tổng set thiệt hại của set đồ này tầm 4 kim. Đó, có một số món đồ như là vừa bán vừa cho nè. Giày này hơn 100 xu á anh em. Giày này nếu bán hơn 100 xu bao tay cũng vậy nè. Đó. Rồi ngọc bội cũng vậy. Ngọc bội này làm chậm 30 nè. Bán được 2-300 xu bao tay cũng vậy nha. Chung là các bạn đã cái đao 1 kim này. Áo cho 1 kim, nón tầm kim rưỡi. Nón tầm kim rưỡi. Và còn lại những món này cứ 100-200 xu là vừa tròn 4 kim nha anh em. Đó. Còn giá tiền khá đẹp nè. Nói chung là Khải sẽ bóc ra được ít đồ thì Khải bán thôi. Chứ tại vì giờ mà anh em nào bảo Khải build một set đồ này giống như này mà 4 kim thì Khải người không có anh em. Tại vì Khải chỉ build là build một lần, là lần sau thì anh em phải đặt hàng trước thì Khải mới có, Khải mới đỡ dành được. Tại vì cũng khá nhiều đồ mà Khải cũng ngồi shop rồi. Khải đang ngồi shop tại Thành Đô ngày Hiệu Thuốc anh em. Đó. Nói chung anh em cứ qua mua ủng hộ thì Khải đỡ được khoảng 50 xu, 100 xu, 200 xu, 300 xu, 400 xu tùy theo món thôi. Thì nó dao động khoảng tầm 50 vạn, 100 vạn, 150, 200 vạn thôi anh em. Đó. Rồi coi như sẽ đồ này là cho này xong xuôi. Cái này anh này chơi nem độc đao. Nên là Khải nhắm build set này là khá hợp lý rồi. Rồi. Với giá khoảng 250k thôi anh em.
250k được set này. Thì mới biết chơi mà được set này là gọi là khá ngon anh em. Đao bản sắc 78 nhìn thèm VL cái nón nữa nè anh em. Rồi ok. Và anh em xem video này đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ để Khải cố gắng ra những video clip tiếp cho anh em xem nha. Và đừng quên anh em nào muốn build đồ và giá tầm giá như thế nào cứ có thể DM ở Facebook bên dưới cho Khải và Khải sẽ nghiên cứu và báo giá cho anh em. Ok bye bye mọi người nha. Bye bye anh em.